Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình. Mình là Quỳnh và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ ra được một dòng bánh có tên gọi là panna cotta nha. Đây là một loại bánh tráng miệng ngon, xuất phát từ Ý. Bánh thì có kết cấu mềm mịn, được làm từ sữa, đường và gelatin. Thường được phục vụ với nước sốt quả dứa, mâm xôi hoặc là quả mâm xôi. Panna cotta thì là sự kết hợp tinh tế của vị ngọt và mịn màng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ kỹ hơn về dòng bánh này. Các bạn hãy nhớ là lôi giấy và bút để có thể thực hành cùng với mình luôn nha.
Thank you.